Cứu với, có ai ở đây không? Sao ông già Noel này lại cứ đuổi mình thế nhỉ? Đây là ông già Noel xấu xa đây, không phải ông già Noel thật đâu cậu ơi. Chạy đi nhanh lên sang ơi. Bây giờ chúng mình đang ở đâu thế này? Bọn mình bị ông già Noel xấu xa bắt đi rồi các cậu ơi. Đây không phải là ông già Noel thật đâu. Thế nhưng mà đây là đâu? Nhìn trông giống cái nhà tù cậu ơi. Đây này, bọn mình đang ở trong nhà tù của ông già Noel. Ông già Noel bụng phệ các cậu ơi. Còn cầm kiếm nữa. Mắt thì đỏ lừ luôn. Nhưng không sao, mình sẽ trốn ngục. Tớ có kinh nghiệm trong việc này rồi. Giáng sinh nhà tù cũng được trang trí bao nhiêu màu xanh màu đỏ cây thông Noel kìa. Anh dám lên cậu ơi. Mình trang ở trong tù đấy. Vẫn không bỏ được thói quen đánh rắn. Kinh quá. Cậu ấy chứ không phải là nó. Là bạn nhí. Kệ cậu. Bây giờ bọn mình phải tìm cách trốn khỏi đây đã. Nhà tù mà đẹp như thế này thì mình ra làm gì nhím ơi? Đúng, hợp lý. Ui không, nhưng mà không vui đâu, không được tự do. Bây giờ mình phải chui vào trong đây để chạy trốn thôi. Ui, cái ống thoát hiểm này á, đây là ống khói à? Ống thông hơi cũng được trang trí theo hình thức Noel cậu ạ. Ồ, ở đây còn có một cây thông Noel màu trắng nữa cậu ơi. Trèo lên sao nào, trèo được lên luôn đây. Ồ, cái này là một thanh kiếm, cũng hình cây thông Noel luôn. Kiếm này là của ai đấy? Hình như tớ vừa thấy ông già Noel cầm. Hả? Bây giờ mình phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây thôi Trang ơi. Mình phải nhảy lên các cái khối màu đỏ màu xanh này. Wow, cái nhà tù này đẹp thật sự luôn. Lần đầu tiên vào nhà tù mà được trang trí đẹp như thế này đấy các bạn ạ. Ôi, cái tay bạn kia trông sao móng tay dài thế kia, trông như người sói luôn. Đây là cậu ấy nằm neo đấy, nắp móng giả đấy. À, bạn này chắc là làm cái móng tay này đấy để tí nữa chiến đấu với ông già Noel cho nó dễ các cậu ạ. Ở đây có một nút bấm này, ấn nút. À, nút bấm này là các cái thanh sắt này nó sẽ hiện ra. Đúng rồi, phải. Ui, cậu lại giống như cái bạn gái vừa nãy rồi, nhảy không khéo gì cả. Chỗ này như kiểu nó bị vấp vấp cái gì ấy, tí thì ngã. Lần này thì được rồi. Ui, bạn kia lại bạn ngã. Bạn kia khả năng cao là móng tay nặng quá các cậu ạ, nên là đi toàn bị ngã. Đúng rồi, ở đây là cái cửa này. Ui, bên trong này như ống 3D luôn. Ui, mình sang một thế giới khác rồi. Có cả người tuyết kìa. Wow. Ui, lạnh thật đấy. Bao nhiêu tuyết rơi. Nhanh lên bọn mình cần phải mau chóng về nhà đắp chăn ngủ kín để không cho ông già Noel bắt được. Đây là con Green Mất Sách này. Green Mất Sách á? Cũng bị ông già Noel bắt vào đây à? Chắc thế cậu ơi. Nếu như ai mà không thoát ra đây thì sẽ phải làm nô nệ cho ông già Noel. Ông già Noel kìa. Chạy lên cầu thang cậu ơi. Ông già Noel còn mặc áo hở rốn các bạn ơi. Trèo lên đây là ông già Noel không bắt được mình nhá. Leo. Ông ơi, ông lên đây đi. Ui, ông lên được thật kìa. Ui, cháu chỉ đùa thôi ông ơi. Cậu dám thách thức ông già Noel à? Ông ơi, ông ơi. Mình tưởng là ông ấy không béo quá không trèo lên cầu thang. Sao ông ấy cứ đuổi cậu nhỉ? Chắc bởi vì à, tớ có khả năng thoát ra khỏi đây nhất. Thế nên ông đuổi mấy bạn nữ kia thì chắc là chỉ đến kia là ngã thôi. Bạn kia sao lại đứng lại kia, tránh ra nào. Ui. Kìa có một cái cánh cửa. Nhưng mà cánh cửa bị khóa rồi nhím ơi. Đâu? Các cậu thật mà ngốc nghếch. Phải làm cách nào để mở cánh cửa đi. Cậu trang lại đánh rắn mà. Cậu ý. Bây giờ là mở khóa cánh cửa này thì phải xuống cái chỗ ở dưới kia có cái nút kìa. Có đường dây điện dòng xuống kìa cậu ơi. Thế thì lại phải nhảy xuống để bấm nhảy nút à. Nhảy xuống bấm nút thôi. Ui. Béo mà sao chạy nhanh thế nhỉ? Người thì to béo như là củ khoai ấy, còn chân thì bé tị như cái tăm. Bây giờ cửa mở rồi. Có một bạn vừa bị ông già Noel bắt rồi. Chạy nhanh lên. Đây rồi. Ô, ông lại không đuổi này. Ông ơi, ông đuổi cháu đi, bắt cháu đi. Còn lâu mới bắt được cháu nữa nha. Bây giờ cháu đi trốn đây. Bây giờ tớ sẽ nhảy lên cái ống này bắn thoát ra khỏi đây. Ui, lại bị rơi rồi. Chết, đâu không cẩn thận gì cả, ông ấy nhảy xuống kia kìa. Ui. Đây, ông bị bắt một lần nữa. Bạn yếm này chạy kém quá, lùi ra để tớ chạy cho mà xem. Cậu làm sao mà chạy được, cậu còn béo hơn tớ ấy. Đi ra lần này à, tớ sẽ không để ông ấy bắt lại nữa đâu. Nhưng mà cậu đã bấm cái nút để mở ghế chưa? Vừa lấy bấm rồi, bây giờ nó mở rồi. Bây giờ chỉ việc chạy lên thôi. Ui, ông ấy leo lên được tận đây luôn. Nhanh. Liệu ông ấy có trèo lên được cái ống này không nhỉ? Không, ông ấy nhìn ông lắc đầu, ông nhảy xuống rồi kìa. À, ông ấy chặn đầu mình ở dưới cậu ơi. Nếu như mà mình ngã xuống là ông ta sẽ tóm gọn mình luôn. Đúng rồi, ông ấy cứ ở dưới đấy. Đi thật cẩn thận không được rơi xuống cái đường này. Úi, tí gì. Vừa nãy có bạn rơi xuống rồi.
Rồi, chạy vào đường ống này, thế là thoát vào ông già Noel. Đi đâu bây giờ? Cái ống này dẫn đi đâu vậy nhỉ? Ô, có hai bạn chim cánh cụt này. Wow, đây là một đôi tình nhân các cậu ơi. Ui dồi ôi, trong tù mà lại còn vẫn còn thời gian. Tìm cái gì? Đây là nhà vệ sinh. Mình phải tìm đường thoát ra khỏi nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh mà cũng đẹp vậy. Ô, ở đây có một cái lỗ. Hình như là chúng mình sẽ nhảy xuống dưới đây. Mình phải lấy cái xẻng để đào đất. Đấy. À. Tớ đã bảo tớ có kinh nghiệm rồi mà. Hồi trước tớ cũng trốn ngục một lần rồi đấy. Cũng là vào nhà vệ sinh để đào lỗ thoát đúng không? Đúng rồi, tất cả các nhà tù đều có cấu tạo giống nhau. Thế nên là mình chỉ cần vượt qua một lần nào. Đúng hết luôn. Ở chỗ này là dòng sông băng này. Wow, người tuyết đẹp chưa này. Ui, phải nhảy qua những cái tảng đá này. Nếu mà mình rơi xuống dòng sông băng là sẽ bị đóng băng luôn. Lạnh quá. Nhanh nhanh đi qua khu vực này đi cậu ơi. Ô, có các kẹo khổng lồ luôn. Khu này đẹp quá. Cậu đi chậm chậm thôi cho tớ chụp một vài bức ảnh nào. Bây giờ mình còn đi qua cái cây cầu này. Ui, cầu cũng đang nứt nứt rồi. May đấy mà cậu chạy nhanh đấy. Lại có một người tuyết to đùng nữa. Ồ, cái gì đấy? Viên gì vậy? Viên gì nó vừa lăn qua ấy nhỉ? Tớ không biết, để nhảy qua đây xem nào. Ui. Đây là quả cầu. Quả cầu tuyết các cậu ơi. Kia chạy nhanh. Cầu tuyết thì phải màu trắng chứ. À, đúng rồi. Đây. Cầu băng thì nó sẽ có màu xanh da trời. Đúng rồi. Tuyết thì nó phải màu trắng. Đây mình phải ném vào đây. Đấy, không là nó đi qua nó lăn vào người mình là mình tiêu đời đấy. Ô, có hộp quà kìa. Đi theo mũi tên. Phải, đấy chỉ là cái logo thôi, không mở đâu. Đúng rồi, không mở được là mình mừng ngụt. Bây giờ mình trèo lên thang này. Nếu như mà thoát được khỏi ngục ông già Noel thì chúng mình có được tặng quà không nhỉ? Có ông già Noel phía trước kìa, cậu vừa nói ông ấy xuất hiện rồi. Cậu ra xin quà ông ấy đi. Ui, ông ấy cầm kiếm ông ấy đuổi tớ kìa. Làm thế nào bây giờ? Ông không phát quà mà ông này cầm kiếm đuổi chúng cháu à? Cửa này bị đóng rồi, không chạy qua được cậu ơi. Ui, ông ấy đánh rắm à? Hay là cậu đây? Cậu ấy, sao cậu cứ đổ tội cho tớ đánh rắm nha? Rõ ràng tớ nghe hai tiếng rắm mà. Ui. Đấy là cái chỗ mở cánh cửa đối diện cái kia. Cửa kia mở rồi, bây giờ mình chạy một mạch qua là xong. Hả? Ui, ông ấy lại nhìn thấy rồi. Ông ơi, đừng đuổi cháu. Chạy. Có một cái cầu thang bằng tuyết kìa, bằng băng. Wow, mẹ ơi. Nhảy lên đây này. Nhảy lên các bậc thang là ông già Noel sẽ không bao giờ có thể đuổi theo chúng mình được. Ông ấy lắc đầu. Thế thì tớ đi tiếp đây. Cậu vừa chạm vào lửa đấy. Ui. Tí thì ngã. Cẩn thận, những cái bậc thang này nó không liền mạch nhau đâu. Ồ, những cái lồng giam giữ này bây giờ cũng được chuyển thành máu đỏ luôn này. Đấy, sau này cậu sẽ bị giam giữ ở trong ấy đấy. Còn lâu, tớ sẽ thoát ra khỏi đây. Cái này là cái thang máy à? Cậu bấm vào cái thanh kia kìa, nó sẽ đưa cậu đi xuống hoặc đi lên đấy. Rồi, đi lên bên trên. À, hình như là như thế này là chuẩn bị thoát được ra khỏi nhà tù đấy cô ạ. Đúng rồi. Lên một tầng mới. Tầng này là tầng nào đây? Sao cái sóc sắt kia còn quen. Đây là đâu đây? Hay là chúng mình lại trở về vị trí cũ rồi? Sao bạn kia chạy nhanh thế? À, hình như bạn ấy uống cái nước tăng lực đây này. À thế á? Làm một lon này. Đấy. Wow. Ui. Cậu nhìn thấy tớ chưa? Để chạy nhanh chạy này. Chạy thế này á thì có chụp ông già Noel cũng không đuổi theo cậu bay được. Bay luôn này. Đấy. Phải có cái nước tăng lực này thì mình mới nhảy được qua cái chỗ này. Ui, tí thì rơi. Này thì ôi sao xa thế nhỉ? Chạy mãi mà chưa tới nơi. Chính vì vậy mà cần phải uống nước tăng lực đấy. Chứ nếu như người bình thường thì sẽ rất là khó qua được cái khu này. Đúng rồi. Yeah. Cuối cùng đã qua được tới nơi. Mình sẽ leo lên cái thang này. Lên bên trên xem có gì không. Ồ, lại một cái thang nữa. Cái trò này rất giống như cái trò vượt ngục của Skibidi các cậu ơi. Thì đúng rồi, tớ bảo rồi. Các cái nhà tù nào cũng làm giống nhau mà. Đây là khu. À, chỗ này là chỗ gọi là chỗ người nhà thăm người tù. À thế à. Ôi thôi đi, đang đổ mất cái ghế rồi. Đây là người ta sẽ ngồi đây và người ta sẽ nói chuyện với người giam giữ ở bên trong. Thông thế? Qua cái điện thoại này kìa. Thế ở đây có ai nói chuyện với cậu không? Không. Bây giờ chúng mình sẽ tìm cái thang. Giống như ở Skibidi Toilet ý. Phải kiếm một cái thang cậu ơi. Vào trong đây xem nào. Cái thang kia kìa. Ui, đây có một quả. Cứ tưởng mà được quả. Đây, mình sẽ lấy cái thang này. Ôi sao lại có một cái nút bấm nhỉ? Tớ cũng không rõ nữa luôn. Nhưng mà mình cứ lấy, ôi kẹt. Kẹt rồi. À đây rồi, ra được rồi. Thang này nó to quá cậu ạ. Thang này nó dài, nó cồng kềnh. Cho nên là chúng mình phải bê thật là khéo.
Bây giờ mình sẽ đặt ở dưới lỗ thông gió, treo lên và mở cánh cửa đấy ra. Ô, cậu làm gì thế? Phải đặt chuẩn vào thì mới lên được. Thao tác lâu thế này thì lát nữa ông già và Noel vào bắt ngay được cậu ngay ấy. Đây rồi, tớ lên được rồi. Cậu cứ bình tĩnh, tất cả phải bình tĩnh. Cánh quạt này sẽ thổi cậu ngược lại đấy. Trời thì đã lạnh rồi mà nó cứ thổi gió vào người mình, gió lại còn gió tuyết nữa kìa các cậu ơi. Lạnh quá, phải chạy qua đây thật nhanh. Cố lên. Ý, khó quá. Đây rồi, cố lên. Ôi, tí chật chân. Đây rồi, mình lên được cái thang này. Thang này sẽ tới đâu? Từ đâu? Ôi không, đây là những cái ống. Mình nhảy qua đây à? Ui. Đúng rồi, tí thì ngã. Mà cái ống cống này không sơn xanh đỏ đẹp đẹp như hồi nãy cậu nhỉ? Đúng rồi, chỗ này hình như là người ta quên, người ta chưa sơn đấy. Khả năng cao sắp sửa ra tới nơi rồi nên là người ta không kịp sơn. Chỗ này quá xa, cô nhà tù. Hello, the van. Tớ bắt đầu nghe thấy tiếng còi rồi đấy. Trên bức tường nói là mình phải đóng những cái van kia kìa, những cái van kia đóng vào thì những cái van xả hơi, đúng rồi, những cái hơi kia là hơi nước nóng đấy các cậu ạ. Nếu mà không đóng vào mình đi qua là sẽ bị nước nóng nó phun vào người luôn. Ui, thế thì có mà thành con vịt luộc à. Đấy, tớ đóng được một ống rồi này. Bên dưới tớ nhìn thấy có hai van nữa. Được rồi, để tớ chạy ra, tớ sẽ lấy cái van này, tớ sẽ khóa những cái van này. Nhảy lên đây này. Cái nữa. Đấy, bây giờ chỉ còn một cái thôi. Đằng kia, cái ở bên kia. Nhảy. Bây giờ phải đi ngon men theo bờ tường này. Đi trên cái ống. Ồ, có cái tiếng kêu ở đâu nhỉ? Ở đâu á? Rõ ràng tôi khóa rồi mà. Đâu, nó có phun ra nữa đâu. À, tiếng từ đâu ấy nữa. Mình sẽ nhảy lên cái bậc này. Nhà tù này thiết kế rất là khó để vượt đấy. Nếu như bạn nào mà không có kinh nghiệm, đúng rồi, không có kinh nghiệm thì chắc chắn là sẽ bị ông già Noel giam giữ ở đây còn lâu mới thoát được ra. Bây giờ mình sẽ ra chỗ này đã. Lại một cái thổi gió. Ui, nó thổi gió đi. Nhảy. Ui. Ui rồi, may quá. Ui, vẫn đang thổi đấy. Vẫn đang thổi à? Ui, nó cứ thổi mình đi thế này. Đây. Đỡ hỏi chân còn gì nữa. Ui. Đời nó thổi mình bị đập nhập dí vào tường luôn. Cái gió này nó thổi quá mạnh Trang ơi. Phải nhảy thật khéo nào. Thật là nhanh. Ui. Tiếp tục này. Tí thì ủi. Ui giời ơi. Thoát rồi. Bây giờ cậu phải trèo lên bậc thang đi. Trèo lên bậc thang này sẽ tới đâu ra một cánh quạt khổng lồ sẽ thổi nộ lên trên trời. Ui, nó thổi mình sẽ nhảy lên cái mục đỏ này để chui xuống. À, chui ở trong ống à? Đúng rồi, đây là một cái ống thông gió đấy. Sao chỗ này lại là trang trí Noel vậy cậu ơi? Thì nó lại ra nhà tù. Sao mình chạy mãi mà cậu đi nhầm hướng rồi. Ui, ông già Noel kìa. Ông ấy cầm cái gì kìa? Ông ấy cầm hình như là một cái chảo các cậu ơi. Lần này là không cầm kiếm đâu mà cầm chảo. Cầm chảo để đánh cậu cho dễ đấy. Ông già Noel ơi, đừng đánh cháu. Bây giờ phải làm thế nào? Ui, ông đây đèn sắm. À, hóa ra là sắm rồi, mình chẳng có già Noel. Thằng nào mình cứ tưởng là bạn cha cũng chạy thôi. Ông già Noel này. Bây giờ mình phải làm gì đây? Thật là mất vệ sinh luôn. Mình phải kiếm một cái gì để chiến đấu với ông ấy. Ồ, có khẩu súng phía trước kia. Được rồi, bây giờ tớ sẽ lấy khẩu súng và chiến đấu với ông già Noel hay đánh sắm xấu xí này. Roca này. Ui. Bắn cho ông một cái này, bắn tiếp này. Bùm này, ông đuổi theo đi. Bùm. Ui. Ông già Noel đang mất máu rồi. Đúng rồi. Mình cứ bắn trúng là ông ấy sẽ mất máu dần đấy. Vừa đấy, bắn vào đầu, bắn vào người luôn này. Bụp này. Ui, một cái kẹo bích quy. Bụp này. Ui giời, còn lâu ông mới bắt được cháu nha. Ông già Noel chắc là ăn phải cái gì nên mới trở nên xấu xa như này. Chứ bình thường ông già Noel tốt bụng lắm các bạn ạ. Đúng rồi, ông già Noel. Ui, yeah. Boom. Thế là chúng mình đã tiêu diệt ông già Noel xấu xa này rồi. Bây giờ bọn mình sẽ đi tiếp thôi. Lối ra ở đâu? Đây, có mũi tên ở đây này. Mũi tên xuống dưới bên dưới. Ui, đây là một cái cầu trượt các cậu ơi. Ui, mất người luôn các bạn ơi. Bay. Tới đâu rồi? Ôi, đây lại là một cái hồ băng à? Đi đâu đấy? Chưa thấy lối ra các bạn ơi.
cũng đi ở trên. À đây đây đây, có một cái thang. Leo cầu thang, mẹ leo cầu thang. Đấy, exit đây rồi, exit đây rồi, thoát rồi, thoát rồi. Ồ, nó vẫn là cái nhà đấy nhỉ. Ui, nó lại thổi tự bay lên trên này. Kìa kìa kìa, là gì, là gì. Tránh, ui. Ui, chúc mừng bạn nhé. Bạn đã qua khỏi rồi. Tới rơi rất nhẹ nhàng như một cái lá bay luôn. Cái laser này mà nó chém vào người là cũng bị mất mạng luôn các cậu ạ. Tì laser, ui, tí thì chết nha. Xoay, 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 xoay. Một cái nữa thôi. Một cái cuối cùng nữa thôi. Nào, nào, nào. Úi giời. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ê, sao lại lên tới đây nhỉ? Quá là cao luôn. Có khi nào lát nữa cậu lại chui vào cái nhà tù hôm nãy không? Đây nè. Cái nhà tù này lâu thôi. Ồ, đây đây, thoát ra ngoài rồi này. Nhưng mà lối ra đâu? Lối ra đâu nhỉ? Bên này là bên ngoài rồi mà. Mình chỉ cần ra ngoài này là được mà. Sao lại không ra được nhỉ? Đây là lại phải nhảy qua đâu nữa? Ở đây có mũi tên này. Nhảy qua dòng sông Thăng này. À, thì cậu phải kiếm một cái gì đấy để bắt qua. Đúng rồi, bởi vì nó quá xa, thế nên là mình phải kiếm. Đây rồi, đây rồi. Có những cái tấm gỗ để mình, à không phải tấm gỗ, đây nó là tấm ván. Tấm ván sắt để mình có thể bắt qua được cái dòng sông kia cậu ạ. Thế thì quá là đơn giản luôn. Thả xuống này. Ôi, ôi giời ơi, đồ hồng đậu. Trời ơi. Tại nhìn mẹ hồng đậu như là cái nhân vật Nobita trong Doraemon ấy các cậu ạ. Đặt cái tấm ván thôi mà nó cũng rơi chán thật đây. Ta bảo rằng miếng ăn đến mồm rồi mà vẫn còn rơi. Thôi để yên đi, để tới tập trung nào. Người ta sơ sẩy có một lần thôi. Cầm tiếp, đặt sang bên này cẩn thận nha. Lần này mà rơi nữa là không còn đường quay lại nữa đâu. Ui may quá. Bởi vì rơi là mình mất luôn ván rồi, mình không thể nhảy lại về bên kia nữa các cậu ạ. Đặt tiếp sang bên này này. Wow, cánh cửa đây rồi. Yeah, yeah. Ông già Noel. Sao ở đây lại có ông già Noel nữa? Ông già Noel ngồi trên một con robot khổng lồ vẫn đang đấy. Ông ấy còn đang sung sướng đập tay thì ông bảo à thằng này lại đây. Rồi ôi ông này là ông đứng đây chờ cậu 4 năm rồi đấy. Thôi thôi thôi. Chiến đấu này, bắn cho một cái, bắn tiếp này, bắn tiếp này. Ông già Noel này hai bên hai tay súng. Súng nhưng mà chả cái bắn nhỉ. Toàn tớ bắn này, có vẻ như ông này ông ấy chậm chạp cậu ơi. Đấy, ui, ông ấy đang đập đập đập. Ui, ui ông ấy bắn được rồi. Bắn à. Ông ấy bắn được thật cho cậu ơi. Nhưng mà hình như ông này ông ấy không chạy di chuyển cậu ơi. Đứng một chỗ thôi. À, ông ấy chỉ đứng ông bắn ông quay, nhảy lên là xong. Bắn cho ông tiếp này. Sao cái khẩu Baroka cậu bắn ra toàn hoa quả và bánh kẹo thế? Hoa quả bánh kẹo nhưng mà lợi hại lắm, thấy chưa? Yeah, ông ấy quay và nổ tung luôn. Bây giờ mình sẽ có cái xe tuần lộc này bình nhưng thường mà không thấy tuần lộc đâu cậu ơi. Không thấy tuần lộc à? Thử nhảy lên xem nào. Ô, ô xe tuần lộc lại nổ máy như ô tô đây là một chiếc ô tô này. Nhưng mà gọi là được vũ trang bằng cái xe tuần lộc rồi. Bây giờ bọn mình đã thoát ra khỏi nhà tù rồi, đi về nhà thôi.